Mẹ là cây bút chì, còn con là quyển vở nhé. Bút âm thầm viết từng trang vỡ đời con. Trang đầu tiên khi con mở mắt chào đời, và mỗi ngày là một trang kế tiếp. Bút viết gì trong vỡ nào con biết, nhưng mỗi trang con thấy nét yêu thương. Dẫu biết rằng vỡ con là một vật tầm thường, mà sao bút mẹ viết nên điều cao cả. Con biết mỗi lần viết đời bút lại ngắn đi, con quên đời con dày theo năm tháng. Bút viết rằng tuổi đời mình có hạn, là bút chì phải chuốt mỗi lần ghi. Số phận con lệ thuộc ở bút chì, nếu ngược lại vỡ con sẽ rỗng thôi, và nếu ngược lại khuôn vỡ con sẽ rỗng thôi. Chuyên đề sức mạnh tình yêu do linh mục tiến sĩ tâm lý Peter Lê Văn Quảng phụ trách. Bài thứ 16, cổ võ sự tự lập. Người Việt chúng ta có câu: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Các bà mẹ Việt Nam quá cưng con cháu mình, các bà hay chiều theo ý con cháu, làm hết mọi sự cho chúng, để rồi khi lớn lên chúng hoàn toàn hư thân, không biết làm một chuyện gì cho nên. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ làm cho một đứa trẻ điều mà tự nó có thể làm cho nó. Phương châm này rất là quan trọng, đến nỗi nó cần được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô bé Mỹ Lệ 5 tuổi là niềm tự hào của mẹ nó. Cô bé xinh đẹp tuyệt vời và mẹ nó cho nó ăn mặc rất xinh xắn. Mỗi ngày bà tắm rửa, mặc quần áo, cột giày, chải tóc và cột tóc cho nó. Cô bé trông như một con búp bê, xinh đẹp, nhí nhảnh, dễ thương và hồn nhiên. Cô bé không biết cài nút, chưa biết mang tất, mặc áo chưa biết phía nào là trước, phía nào là sau, cũng như chưa biết chiếc giày nào là bên chân mặt, chiếc giày nào là phía chân trái. Một đêm kia, trong cuộc họp nhóm của các bà mẹ, có người nêu lên điểm này: chúng ta không nên làm cho đứa trẻ điều mà tự nó có thể làm được. Nghe thế, mẹ của Mỹ Lệ xem ra khó chịu. Tôi muốn làm mọi sự cho đứa con của tôi. Tôi chỉ muốn lo lắng cho nó. Nó là vinh dự của tôi. Bà nghĩ thế. Nếu bà mẹ của Mỹ Lệ nhận thức ra điều mà bà đang làm cho con bà sẽ bị khủng hoảng. Thật vậy, tình yêu mà bà dành cho con chỉ là yêu mình. Bà thấy bà như một người mẹ mà đời sống bà hoàn toàn tận hiến cho sự lo lắng cho đứa con. Nhưng thật ra không phải thế. Bé Mỹ Lệ đang được huấn luyện để trở thành một đứa bé vô dụng, lệ thuộc, thiếu tự tin và vô tích sự. Cô bé có thể cảm thấy rằng nó chỉ có một chỗ đứng khi mình được chú ý và mọi sự được làm để phục vụ mình. Nên nó rất ít đóng góp bằng việc hành động. Tất cả đều do má nó cống hiến, và đó cũng là ý muốn của nó. Nó hoàn toàn thụ động. Chỉ còn một năm nữa thì cô bé phải đi học. Bây giờ mẹ nó không có mặt để làm mọi sự cho nó, và cô bé sẽ phải chiến đấu. Sự can đảm có thể bị xói mòn, sự vô dụng có thể sẽ tăng thêm. Bây giờ cô bé sẽ phải đối đầu với sự khủng hoảng mà nó hoàn toàn không được chuẩn bị. Khi chúng ta làm cho một đứa trẻ điều mà nó có thể làm cho nó, chúng ta tỏ cho nó thấy rằng chúng ta lớn hơn nó, như tốt hơn, có khả năng hơn, khéo léo hơn, kinh nghiệm hơn và quan trọng hơn.
chúng ta tiếp tục tỏ sự trội vượt hơn của chúng ta và sự sút kém của nó. Bây giờ chúng ta lại lấy làm ngạc nhiên tại sao nó cảm thấy bất tài và thiếu sót. Làm cho một đứa trẻ điều mà nó có thể làm cho tự nó là cực kỳ thất sách, vì tước đoạt nó khỏi cơ hội chứng tỏ khả năng của nó. Điều đó cho thấy sự thiếu tin tưởng của chúng ta vào khả năng, sự can đảm và sự thích ứng của nó, lấy mất đi cái cảm giác tự cảm thấy an toàn, được căn cứ trên sự nhận thức về khả năng riêng của nó để đối đầu và giải quyết những vấn đề rắc rối, và không cho nó quyền phát triển cái cảm giác tự cảm thấy đủ, để giữ mãi hình ảnh cũng như nhu cầu cần đến chúng ta. Như thế chúng ta tỏ cho thấy một sự thiếu kính trọng đối với đứa trẻ như là một con người. Bà mẹ Bích Thủy 4 tuổi và Bích Vân 3 tuổi đang mặc những bộ đồ để ra chơi tuyết. Đây là một niềm vui thích cho các cô gái, vì bà mẹ rất thích thú đắp những tượng bằng tuyết với các con của bà. Bích Thủy mặc toàn bộ đồ gồm cả đôi giày tuyết không có vấn đề gì. Bích Vân kéo dài thời gian và tỏ vẻ không vừa lòng. Cô bé chỉ đứng nhìn bộ quần áo tuyết của nó, không cố gắng mặc vào. Bích Vân, nào, hãy mặc đồ đi, bà mẹ thúc đẩy trong khi buộc chặt đôi giày tuyết của bà. Bích Vân ngậm ngón tay trong miệng và không nhúc nhích. Con ơi, tại sao lại cứ như vậy? Ngồi xuống và làm như mẹ đã dạy. Con không thể. Cô bé khóc thút thít. Con mặc đi, thôi đến đây. Bà mẹ không đủ kiên nhẫn nên mặc đồ cho cô bé trong khi Bích Thủy nhìn thấy tất cả một cách thỏa lòng. Cô bé Bích Vân là đứa bé đã học thấy rằng chính sự bất khả và vô tích sự mang lại sự chú ý và phục vụ của bà mẹ, và cái khả năng của chị nó thêm vào sự thất vọng của nó. Bích Thủy thích thú khi nhìn thấy cô bé vô dụng, vì điều đó khiến nó giữ vị thế ưu tú của nó được an toàn. Bà mẹ trong sự mất nhẫn nại đã lại củng cố mục đích của cả hai. Bà mở lối cho sự lười biếng của cô bé bằng cách làm cho nó điều mà nó có thể tự làm. Cô bé sẽ không có cơ hội để phát triển sự tự lập bao lâu bà mẹ còn làm những điều như thế cho cô bé. Cô bé Bích Vân cần nhiều khích lệ. Cô bé cần một quan niệm mới về chính nó và một phương pháp mới để tìm ra chỗ đứng cho nó. Sự phục vụ mà má nó dành cho nó thật sự không cần thiết. Có thể cần thời gian và sự kiên nhẫn để khuyến khích nó. Vì bà mẹ đã dạy cho nó cách mặc bộ quần áo tuyết, nên bà có thể phớt lờ và coi như nó đã biết cách mặc. Bây giờ bà phải lùi bước để cho cô bé có chỗ tự lo cho nó. Có thể là khôn ngoan hơn nếu để cho nó có nhiều thời gian hơn để mặc quần áo của nó, bằng cách bảo nó hãy bắt đầu sớm hơn và hãy khích lệ nó một cách kiên nhẫn, không vội vàng. Cưng ơi, con có thể làm được. Con là một đứa con gái đủ lớn rồi. Khi cô bé bảo rằng không thể, bà mẹ chỉ cần nhấn mạnh con có thể làm được. Con cố gắng. Khi nào con làm xong, chạy ra đi với mẹ. Có thể là cô bé sẽ đóng kịch. Cô có thể khóc cách thảm thương và không cố gắng thêm. Lần này có thể cô bé không tham gia với mẹ và Bích Thủy. Bà mẹ phải tránh cảm giác thương hại là cái làm tăng thêm sự vô dụng của nó, bằng cách trở vào để giúp nó mặc quần áo và mang nó ra để cùng tham dự với bà và Bích Thủy. Khi cô bé cảm thấy rằng không có ai thương hại cho hoàn cảnh của nó, cô bé sẽ thay đổi đầu óc và sẽ quyết định giải quyết vấn đề cho chính mình. Cô bé Lệ Hoa 3 tuổi đang chơi ở chân mẹ trong khi bà mẹ đang ủi đồ. Mẹ, con muốn mẹ đừng ủi đồ nữa. Cưng ơi, mẹ chỉ còn 2 cái nữa là xong và bây giờ sẽ rảnh rỗi. Nhưng con muốn đi vệ sinh. Cô bé lè nhè, con có thể tự đi. Bà mẹ trả lời cách nhẹ nhàng. Không, con không thể. Mẹ ơi, con muốn mẹ đi với con. Mẹ xin lỗi, mẹ đang ủi đồ. Nhưng con không thể đi một mình con.
Bà mẹ cười với đứa con gái mà không nói gì cả. Cô bé lăn lộn người trên sàn nhà giận dữ. Một lúc sau đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh một mình. Bà mẹ đã được hướng dẫn ở câu lạc bộ hướng dẫn con trẻ. Cô bé Lệ Hoa là đứa con một nên được bà chăm sóc tử tế. Bà mẹ đang giải thoát bà khỏi những đòi hỏi không cần thiết của đứa con bà và để nó tự lập. Kinh nghiệm mới đây đã cho bé Lệ Hoa cảm nghiệm rằng nó không còn có thể đạt được điều nó muốn với một tính khí không tốt như vậy. Khi bà mẹ từ chối việc ngừng ủi đồ theo đòi hỏi của cô bé đã cố gắng một cách vô ích như một cách thế để đưa mẹ nó trở về với việc phục vụ cho nó như trước. Bà mẹ yên lặng và nhẹ nhàng từ chối, làm cho cô bé điều mà nó có thể tự làm cho nó. Bà cũng từ chối dây mình vào việc tranh tụng với nó. Cô bé đang học lấy sự tự lập và một cảm giác tự chủ. Bà mẹ và cô bé Kim Chi 3 tuổi rưỡi đi vào cầu thang máy của chung cư. Cô bé với tay lên và bấm vào số 5. Một người ở cùng chung cư cười nói: "Chúng ta sẽ ngừng ở hết mọi tầng lầu." Bà mẹ bào chữa: "Không, không, cô bé nhấn đúng số." Người kia hỏi trong sự ngạc nhiên: "Cô bé làm đúng hả?" "Vâng, cô bé biết." Bé Kim Chi mỉm cười vui vẻ. Cô bé còn quá nhỏ nên bà mẹ phải đi với nó ra sân chơi của chung cư. Nhưng bà mẹ đã bắt đầu dạy cho nó sự tự lập bằng cách cho phép nó làm điều nó có thể làm. Cô bé lấy làm hãnh diện trong việc tỏ ra mình lớn đủ với tư cách, với nút thích hợp. Nó biết rằng nó có thể làm những điều cho nó. Và điều hồi hộp đối với nó là nhận biết rằng nó có thể điều khiển cầu thang này đi và ngừng lại. Từ tuổi ấu nhi, con trẻ chúng ta tỏ cho thấy rằng chúng muốn làm nhiều điều cho chính chúng. Đứa trẻ với lấy cái muỗng vì nó muốn tự phục vụ nó. Tất cả chúng ta thường cản ngăn những cố gắng của nó để tránh khỏi sự vung vãi lôi thôi bằng cách cản trở vào và tạo một quan niệm sai lầm về chính nó nơi đứa trẻ. Thật là đáng tiếc. Hãy nhớ rằng lau sạch một đứa bé thì dễ hơn là khôi phục sự can đảm đã bị đánh mất. Khi đứa bé tỏ ra ước muốn làm những điều cho nó, chúng ta phải lợi dụng ngay thời cơ để khuyến khích nó làm bất cứ khi nào có thể. Thật vậy, có nhiều cơ hội cho đứa trẻ phục vụ chính nó và người khác hơn là chúng ta thường nghĩ. Nó có thể cần sự giúp đỡ, sự giám sát, sự cổ võ và huấn luyện. Chúng ta phải cung ứng cho nó những điều đó. Chúng ta không có quyền làm mọi sự cho nó, cũng không được cản ngăn nó đóng góp những điều hữu ích mà nó nóng lòng muốn làm. Sự bé nhỏ của con trẻ thì rất thu hút. Thông thường phản ứng của chúng ta là giang tay giúp đứa trẻ khi chúng ta thấy nó có điều gì trở ngại với điều mà nó đang cố gắng làm. Nhưng chúng ta phải xem thử động lực phản ứng tự nhiên đó. Nếu không nhận thức được điều đó, thường chúng ta dễ cho phép chúng ta tiếp tục giúp con trẻ nhiều hơn nó cần thiết, vì chúng ta thường có thói quen làm như thế. Con trẻ cảm thấy thích thú khi chúng ta làm cho nó. Chúng cảm thấy có uy quyền khi được phục vụ, nhưng chúng cũng sung sướng thấy mình có khả năng nếu chúng có cơ hội để giúp đỡ. Khi một đứa trẻ lớn lên, khuynh hướng tự nhiên hướng dẫn nó làm nhiều điều cho nó và cho người khác. Tuy nhiên, khuynh hướng này có thể bị giết chết bởi sự sợ, sự bảo vệ và phục vụ của bố mẹ. Trong trường hợp như thế, đứa trẻ mất can đảm và nhanh chóng khám phá giá trị tích cực của khiếm khuyết của nó. Nó cho rằng nó không thể làm những điều ấy cho tự nó, cho rằng nó không thích hợp và đánh giá thấp về khả năng của nó. Bây giờ nó cảm thấy thoải mái tìm kiếm sự phục vụ từ người khác. Sự tự lập và tự tin sẽ bị xói mòn dần. Một người bố mẹ biết thức tỉnh có thể tránh được những điều đó bằng cách theo đúng quy luật ngay từ đầu chương này. Nó rất đơn giản. Tuy nhiên, sự thực hành xem ra khó khăn khi chúng ta vội vã làm những điều đó hoặc có thói quen tự chúng ta làm những điều đó. Chúng ta có thể không ý thức rằng đứa trẻ đã có khả năng để tự làm điều đó, hoặc là chúng ta đánh giá thấp khả năng của con trẻ.
chúng ta có khuynh hướng đánh giá thấp khả năng của chúng và tưởng tượng quá đáng sự vô dụng của nó. Chúng ta phải nhạy cảm đối với sự khác biệt tế nhị giữa sự mong đợi quá nhiều về một đứa trẻ để rồi đòi hỏi nhiều quá nơi đứa trẻ và niềm tin vào đứa trẻ là cái đòi hỏi sự kính trọng. Kim Trang, một cô bé tham dự hướng đạo sinh, muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn với một bác sĩ thú y. Mẹ ơi, mẹ mời bác sĩ cho con. Con ơi, sao lại là mẹ phải mời? Cô bé trả lời, con không biết nói gì. Con muốn gì từ bác sĩ? Con muốn nói với bác sĩ về sức khỏe của con ngựa cho đề tài của con. Tốt, con hãy nói như thế. Nhưng con không biết phải làm cách nào. Cô bé khóc trong sự chán nản. Mẹ nghĩ con có thể nghĩ ra cho chính con. Mẹ ơi, mẹ mời bác sĩ cho con đi. Cô bé nài nỉ, nhưng mẹ không muốn biết về sức khỏe của con ngựa. Đó không phải là công tác của mẹ. Con có thể làm điều đó, hãy thử đi. Cô bé quay đi trong sự chán nản và từ chối gọi điện thoại. Bà mẹ cũng chẳng làm gì cả. Vào buổi họp mặt hướng đạo kế tiếp, trưởng ấu hỏi cô bé kết quả cuộc phỏng vấn đó thế nào. Cô bé xấu hổ nhận ra rằng cô đã không gọi điện thoại. Tại sao bé không làm vào tuần tới, bé ơi? Đó là điều mà bé phải làm để hoàn thành công tác của bé. Chiều hôm đó, cô bé lại xin mẹ gọi điện thoại cho cô bé và bà mẹ lại từ chối. Nhưng con không biết số điện thoại. Bà mẹ đưa cho cô bé cuốn cẩm nang điện thoại với cái cười yêu thương. Cưng ơi, con có thể tìm được. Cô bé mất thời gian lâu mới tìm được số. Đoạn đứng một hồi lâu nhìn số điện thoại, trong khi nó lấy can đảm và bắt đầu gọi. Bà mẹ rời phòng. Một lúc sau, cô bé chạy đến với nét mặt phấn khởi. Mẹ ơi, bác sĩ rất là tử tế. Bác sĩ nói cho con nhiều lắm. Và bây giờ con có thể làm xong công tác của con. Cái cười của bà mẹ diễn tả niềm thỏa mãn của bà. Mẹ rất vui thấy con tự làm điều đó cho chính con. Và bà mẹ đã ôm lấy cô bé. Bà mẹ nhận thức được cảm giác sợ hãi của cô bé khi đối diện với một người không quen biết. Là một yêu sách với một người lạ và đối phó với một tình trạng hoàn toàn mới mẻ. Động lực đầu tiên của bà mẹ là muốn làm giúp cho cô bé. Nhưng cách nhanh chóng bà nhận thức được nhu cầu lớn hơn của con là lợi dụng cơ hội này để làm cho cô bé biết giải quyết vấn đề riêng của nó. Bà biết rằng động lực muốn làm xong công việc và muốn được phần thưởng của hội hướng đạo sẽ giúp cô bé hoàn thành. Bà cũng tin tưởng vào khả năng của cô bé và bà muốn tránh ép buộc cô bé hành động. Bà lùi bước để nhường chỗ cho cô bé phát triển. Bà từ chối làm thay cho đứa trẻ điều mà nó có thể làm cho nó. Điều cô bé đạt được là sự tự lập đang triển nở của cô bé. Và điều mà bà mẹ được chính là sự thỏa mãn với sự kích động hiệu quả của bà. Đây là tình trạng tế nhị cần đến sự nhạy cảm của một bà mẹ. Chúng ta phải để ý không nên hỏi quá nhiều, nhưng trái lại chúng ta phải có khả năng nhận ra được khả năng của đứa trẻ. Bà mẹ cung cấp cho cô bé thêm sự can đảm bằng cách vững tin rằng cô bé có thể làm được. Khi cô bé bắt đầu gọi điện thoại, bà mẹ bỏ đi ra để cô bé không phải sợ về sự phán xét của bà, cũng như cách thức mà nó xếp đặt, và để nó hoàn toàn tự do hướng dẫn cuộc đối thoại theo cách riêng của nó. Không có cha mẹ nào muốn làm cho con mình thiếu tự tin. Vì thế chúng ta phải ý thức về những nguy hiểm của việc bảo vệ quá đáng, và cũng phải để ý tới những cơ hội để khuyến khích sự tự lập. Mọi bà mẹ đều ghi nhớ sự hồi hộp đi kèm với những bước chập chững đầu tiên của đứa con mình. Nhiều đoạn phim hoặc nhiều bức hình gia đình đã ghi lại những biến cố hồi hộp ấy. Những cơ hội mang lại cảm giác tự hào hồi hộp đó có thể nói là quá nhiều trong suốt thời gian tuổi thơ, nếu cha mẹ để ý đến những giai đoạn khác nhau của sự phát triển. Tiến trình dẫn đến những bước chập chững đầu tiên của đứa trẻ cần được lặp đi lặp lại trong tất cả những bộ mặt khác của sự lớn lên của đứa trẻ. Bà mẹ lùi bước cách xa đứa trẻ và đưa tay ra. Ngoài tầm tay của đứa trẻ, bà chỉ khuyến khích nó. Bà nên cho nó khoảng trống để cử động và một sự độc lập, không lệ thuộc vào sự giúp đỡ của bà.
Nó cố gắng thử. Khi nó thành công trong việc của nó tự tán thưởng như một chiến thắng, và bà mẹ sung sướng cách hồi hộp với sự hoàn thành của nó. Vì thế trong mọi lĩnh vực, chúng ta phải lùi bước để đứa trẻ có khoảng trống để tiến tới, và chúng ta hãy cho nó một sự khích lệ. Linh mục Peter Lê Văn Quảng, hẹn gặp lại. Tâm thương mà sao bút mẹ viết nên điều cao cả, con biết mỗi lần viết đời bút lại ngắn đi, con quên đời con dày theo năm tháng, bút viết rằng tuổi đời mình có hạn, là bút chì phải chuốt mỗi lần ghi, số phận con lệ thuộc ở bút chì, nếu ngược lại vở con sẽ rỗng thôi, và nếu ngược lại cuốn vở con sẽ rỗng thôi. Đến ngày mai bước không còn ở lại, trang vỡ đời con còn đó nét yêu thương, mỗi nét ghi trân trọng và phi thường, vì đứa viết bằng nước mắt và mồ hôi, vì đứa viết bằng nước mắt và mồ hôi.